Rồi, chào bà con nghe, hôm nay thì bà con sử dụng Mitsubishi CT nè, Mitsubishi nè 534. Đây, sửa tới 534, sới trang trục là được luôn rồi con. Đặc biệt cái sườn này là sới trang trục là được luôn. Thì cái thùng này có thể đứng máy vẫn không chảy mà vẫn sới được rồi con, nhờ cái cần số riêng biệt nè. Tự sới bảo được còn nguyên nè bà con, về sới thôi, sới ruộng đất gà gãy rồi được hết luôn. Đây, cầm tôi siêu còn trắng tươi rồi con. Con này còn khá đẹp á. Cái sườn không 2 triệu nha bà con. Bánh bổng đầy đủ, cái sườn không 2 triệu. Sườn Mitsubishi CT. Đây CT 533, 534 nữa, anh thứ một đó con. Sườn cũng khá đẹp nè. Cửa rộng nó còn nguyên luôn nè. Với 2 triệu sườn thôi bà con ơi. Còn đem mung mung nè. Con này còn đẹp, nó ít xài, con này người ta chưa xài nhiều nè. Bánh bổng nó còn khá đẹp nè. CT 534, 2 triệu một sườn. Mitsubishi. Đây. Số đây, 3 số đây. Một số lui và 3 số tới rồi con. Số nhanh chậm là số đúp luôn thành 6 số rồi con này 6 số nha. Số nhanh chậm số đúp luôn nè là 6 số. Số riêng biệt rồi con, đặc biệt con này là số riêng luôn, không liên quan đây, số làm cầm đây con nhặt còn lại số luôn. Không có liên quan cái thằng số luôn. Con ít xài nè, số không có chát rồi con. Số không hới nè. Con ít xài. Số cái thằng nhẹ nhàng. Mà còn khá đẹp nha. Mitsubishi CT 54, 2 triệu một sườn. Còn nguyên bộ đó đây. Nguyên bộ đó là 7 triệu rồi bà con. Nguyên bộ của nó là 7 triệu. Đầu máy rồi giờ hoàn chỉnh luôn là 7 triệu một bộ. Máy còn khá đẹp nè, xe muốn hới nè. Đèn đuốc còn đầy đủ nè, nguyên bộ là 7 triệu. Lốc máy con này đẹp quá, con còn đẹp lắm nè. Máy còn được. Xe còn bóng, máy còn khá đẹp. Chưa khó rửa lên, chưa rửa lên á, rửa lên đẹp lắm rồi con. Đây còn nguyên si đây. Con vừa rửa lên là mới vậy nè. Này liền đồ. Cái sườn không là 2 triệu, nguyên bộ là 7 triệu. Anh em mà số giường, số gậy, số ruộng là ok luôn. Nhỏ gọn mà dễ tiền nữa. Mitsubishi luôn. Anh chồng nó rẻ tiền mà dễ xài nữa. Đây Mitsubishi đây, CT 534 đây. Thùng sới là ok luôn, thùng sới là người ta sới rời luôn. Đây si thắng còn mới chát rồi con. Alo. Ở đâu anh? Ở đây ạ. À. Chỗ nào ta? Bảy ạ. Em không biết nữa, cái đó để xe chành nó chở đi, anh hơi muốn xe chở á. Dạ dạ. Đúng rồi, chắc cần chuyện ngoài. Đây nguyên bộ máy 7 ngựa con, 7 HP luôn nha. Máy là 7 ngựa, 7 bắt HP, cái này còn mới nè. Này rửa là đẹp lắm rồi con. Bộ lon còn 7 màu nè. Cái này nó để lâu lắm rửa thôi, rửa là đẹp lắm. Đây, rửa là đẹp. Lóc qua máy rồi, ít xài còn mới, lấy cái xài nè. Nguyên bộ 7 triệu bà con ơi, 7 ngựa luôn, 7 mã lực luôn, rẻ ghê luôn. Nguyên bộ dàn sới luôn, đầu máy rồi đầu máy dầu luôn. Máy diesel luôn mà chỉ có 7 triệu thôi. Máy còn khá đẹp nè. Còn cái sườn không là 2 triệu đó bà con. Đầy là bọng hết, sườn không là 2 triệu. Đuôi bọng, bánh bọng đầy đủ 2 triệu sườn. Sới trục trang gì bà con tùy luôn. Đặc biệt trang trục hay ghép rồi mọt là này nó có được gắn rồi mọt rất rộng rãi rồi con. Con gỡ ra gắn rồi mọt vô chạc trục hay là kéo rồi mọt kéo là ok luôn. Cài được luôn bà con. Cài trang trục là được luôn á. Rất là ok. Với 2 triệu một sườn, nguyên bộ 7 triệu. Bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Sườn CT 534
Mitsubishi 2 triệu sườn còn đẹp cực kỳ luôn, bánh bọng đầy đủ, nguyên bộ 7 triệu, Mitsubishi 7 ngựa luôn, 7 HP. Đây 7 ngựa 7 triệu nguyên bộ. Đẹp rồi con ơi. Bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Alo. Dạ đúng mà anh. Dạ. Mua điện đem tới nhà cho anh đó, anh trả tiền cước thôi.